Giao ở đây à? Đó, 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 đây nè anh. Để giao, để qua cho các bạn nó coi, nó biết đặt đồ ăn của Việt. Dạ. Hơi khó tìm mà. Đợt sau là bánh nói 25 lỡ thật này mình giá. Vậy hả? Khi à. Ba chỉnh áp lại đi để nó công điện tế điện luôn. Đúng rồi, app nó ghi vậy mà. Thì nói cái chỗ bán người ta báo lên môi trường ta chỉnh là. Vậy bà cũng tính anh 20 hả? Nó lỡ. Chắc bữa sau bà chỉnh app lên quá. Thì chỉnh điện nha, nó thôi nó điện thôi lấy 20 luôn đi. Dạ. Anh à, vậy anh nói vậy bữa sau chỉnh app anh đi mà ta biết. Tôi có ý kiến á, dù chỗ nào ta bút là mình thấy ý kiến gì. Giờ anh giao đơn hàng gần đây không? Dạ. Giờ anh chạy tiếp hay là anh giao đơn đồ ăn nữa? Chưa nhận thuốc nào. Tôi quay cho các bạn nó coi, nó tính chạy cô Việt nên cho nó coi. Lúc ở ngoài quận 7 mới qua đây nè, nên anh đường không có gần đâu, không á. Đi coi bản đồ, cứ hỏi đường, anh có hỏi đường tao. Coi bản đồ mà. Còn cái nào gần thì mình hỏi đường, mình định cái hướng hơn đó, mình nhắm nơi mở bản đồ thì áp nó chỉ về tới đó thôi. À, sáng giờ anh giao được mấy đơn đồ ăn rồi? Ba đơn. Ba đơn. Cốt của khách bị hủy hoài bực quá. Việc nó bị lỗi vậy. Tao hủy đồ ăn hay là hủy cuốc chạy anh? Tại bữa nay nó tính chiết khấu từ anh là 20% rồi. À tính rồi hả? Bữa nay bắt đầu ngày đầu tiên nè. À vậy hả? Cái thứ hai nữa là lúc trước mình chạy 60% mình được thưởng mất không? Bữa nay 70% được thưởng. Vậy nó siết lại rồi. Nó siết lại 70% mà bút mà dạng với chiều cao điểm mà khách mà đợi không được hủy liên tục. Mà. Anh tới cái mức 18-28 rồi dưới 70% là cũng như trâu. Nhưng mà nó tính chiết khấu vậy cước có cao hơn không? Chưa có tăng mới chết tụi anh á. Trước cước chưa tăng mà tính chiết khấu rồi hả? Bữa nay là ngày đầu tiên chiết khấu nè. Em bấm trên mạng coi coi. Vậy là mệt rồi đó, phải tính mà nó sáng giờ chạy đâu bao nhiêu tiền đâu. Phải tính cước tăng mới lúc được chứ. Chứ có chạy vô cước 5.000 là mà nó hỗ trợ 6-7.000 phải không? Đúng rồi. Là trên 3 km. Giờ 5.000. Sáng đưa hai bà cô đi học 5.000. Nhìn xuống chiết khấu được có 2.000 mấy, tụi không 1.000 mấy, 2.000 mấy, 2.000 mấy, 2.000 mấy. Giờ cuốc cũng vậy mà tự nhiên tính không chiết khấu tăng giá, không tăng cuốc tăng giá cho mình vậy là nó bình thường thấy cuốc áp dụng ngày nay coi sao ngày ngày thế nào tài xế ta cũng phản hồi tại hồi phải... không có đủ tiền xăng tại cái định vị nó sai, cái định vị dù nó định vị em chỗ em mà nãy thôi đúng rồi tới cái quán đó thôi à. Nhưng mà nó không có định vị, anh đứng lúc xa anh phải có một khoảng anh chạy lại cái quán đúng không cộng với cái đoạn đường này nữa là gần 4 km nè. Và Google Food lúc trước cao điểm 35.000, giờ còn 25.000. Như đơn em nãy anh được 20.000 á. Dạ đúng rồi. 25 giờ được 20. 20 chiết khấu hết 20%. Còn có mười mấy ngàn. Đồ ăn vợ cũng chiết khấu luôn hả? Chiết khấu hết luôn. Trời. À. Vậy là phải tăng lên chứ về tài xế không có ăn. Không ăn. Nè, nó vô là nó trừ nè, nó dùng 138 nè, nó trừ đó. Trừ 5.000 còn 135. Bây giờ hả? À, anh có đơn rồi. Đồ đồ ăn hay đơn chạy khách anh? Chạy khách. Tại đứa bạn nó tính chạy này quay nó tham khảo công việc cho nó đó. Nó bốc ở gần đây không anh? Đang mở app lên nó bị mạng nó yếu nó quay bắt không được. Ủa nhà bên Thu Đức chạy qua đây hả? Có bên bãi. Bãi à, bên quận 7 qua. Về đó bút cái mình chạy vòng vòng vòng. Quận 7 đó phải qua đây phải coi bản đồ nhiều chứ làm đường đâu. Không anh cứ đi giờ này mấy lần rồi anh biết rồi. Đúng rồi. Chứ ra hẻm hóc là mình cũng rành thôi mấy đường chính. Mấy đường chính con biết mà. Rồi anh đi ha. Dạ anh đi nè. Cái gì gặp lại sao? Anh đi qua là đường cũ á. Tại hẻm nó chết cục rồi.